Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin giải trí. Và bây giờ hãy cùng mình cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Ngô Kiến Huy tiếp tục lộ bằng chứng nghi vấn hẹn hò với diễn viên Ri Bisachi. Sau mối tình 8 năm tan vỡ với Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy rất hiếm hoi chia sẻ về chuyện đời tư đến với công chúng. Chính điều này cũng khiến nhiều người vô cùng tò mò. Thế nhưng cách đây không lâu, mạng xã hội bất ngờ xôn xao thông tin Ngô Kiến Huy đã có tình mới sau một năm chia tay, lộ hot girl Ri Bisachi. Sau đó dân mạng còn soi ra loạt bằng chứng bí mật hẹn hò của Ngô Kiến Huy và bạn gái tin đồn, dù cả hai đã cực kỳ khéo léo giữ kín. Mới đây, Ngô Kiến Huy và Ri Bisachi tiếp tục bị thám tử mạng khui ra thêm một bằng chứng hẹn hò, và dấu hiệu lần này chính là chiếc ốp điện thoại. Cụ thể, trong một bức ảnh selfie trước gương được đăng tải trên trang cá nhân, Ngô Kiến Huy để lộ chiếc ốp cá tính giống hệt với kiểu mẫu mà Ri Bisachi cầm trong một video đăng tải lên YouTube. Mặc dù đây là chi tiết khá nhỏ nhưng lại rất tinh tế và vẫn khiến nhiều người hâm mộ lần này thêm rần rần, mong ngóng ngày cả hai chính thức công khai mối quan hệ trong tương lai gần. Cách đây không lâu, Ri Bisachi cũng góp mặt trong bữa tiệc khai trương một cửa hàng của Ngô Kiến Huy. Dù không xuất hiện chung khung hình, nhưng sự hiện diện của bạn gái tin đồn càng làm dân tình thêm cơ sở, tin rằng cả hai đang hẹn hò. Trong một lần, Ngô Kiến Huy cũng bị để ý dùng hình ảnh chiếc ô tô của Ri Bisachi để trả lời bình luận của Tiến Luật. Trước đó, anh còn đăng tải hình ảnh check-in cùng Hàn Quốc với chú Minion. Tuy nhiên, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra bối cảnh trong hình, cũng chính là nơi Sĩ Thanh và Ri Bisachi đã chụp trong dịp tới Hàn Quốc vào ngày 14 tháng 2. Đây không phải lần đầu tiên nam ca sĩ Ngô Kiến Huy vướng nghi án hẹn hò đàn em. Vào hồi tháng 1, nhiều bài viết liên quan đến vấn đề này đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Khán giả chỉ ra cặp đôi tin đồn thường xuyên check-in cùng địa điểm, thậm chí cả hai đều chọn Nhật Bản để du lịch trong tháng 9 năm 2019. Ngô Kiến Huy cũng theo dõi Ri Bisachi trên trang cá nhân. Được biết, vào cuối năm 2018, chàng Bắp đã quay MV cho Pháp TV và đóng cặp cùng với Ri Bisachi trong vai cô dâu và chú rể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.